Lần đầu tiên giá vàng nhẫn 4/9 vượt mốc 88 triệu đồng một lượng. Chuyển đổi số trong thanh toán ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Khai mạc hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho bản tin con số và sự kiện kinh tế của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, con số đáng chú ý là giá vàng nhẫn trong nước đầu tuần này đã tăng mạnh và vượt mốc 88 triệu đồng một lượng. Đầu tuần này, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục đà tăng mạnh và lập mức kỷ lục mới, trong đó vàng nhẫn 4/9 đã lần đầu chạm mức 88 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, vàng miếng SJC vẫn được công ty và bạc đá quý Sài Gòn giữ mức giá niêm yết ở ngưỡng mua vào 87 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước tăng cao được cho là do ảnh hưởng từ đà tăng của giá vàng thế giới với vai trò kênh đầu tư trú ẩn an toàn trước những dự đoán bất ổn kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý người dân cần bình tĩnh trước thông tin này vì đến giữa tuần, giá vàng thế giới đã giảm hàng chục đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời. Đô la Mỹ tiếp tục tăng giá và lãi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước vẫn tiếp tục tăng giá và neo ở mức cao hơn 88 triệu đồng một lượng, có thể rủi ro nếu nhà đầu tư tham gia vào thời điểm này. Thông tin đáng chú ý trên thị trường nhà đất là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố quyết định số 79 năm 2024 về sửa đổi bổ sung một số quy định về bảng giá đất trên địa bàn. Quyết định 79 có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 10 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau và tinh thần của quyết định 79 là giữ ổn định để tránh giá thuê đất thành gánh nặng của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiền thuê đất được tính theo tỷ lệ phần trăm, thấp nhất là 0,25%, cao nhất là 3% theo bảng giá đất thành phố công bố tùy theo mục đích sử dụng đất. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành bảng giá đất được điều chỉnh với phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Sự cân chỉnh thay đổi trong bảng giá đất điều chỉnh là hợp lý, đem lại nhiều mặt tích cực như đảm bảo được sự công bằng giữa những người đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất trong 10 tháng năm 2024 với những người sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất kể từ ngày quyết định số 79 có hiệu lực. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện hiệu quả, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm soát hiệu quả hoạt động của giới đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương có thể lợi dụng việc nhà nước ban hành bảng giá đất điều chỉnh để đầu cơ, kích giá, thổi giá đất. Việt Nam đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đến năm 2023, kinh tế số đang có tăng trưởng nhanh hơn khi đã đóng góp 16,5% GDP với tốc độ tăng trưởng hơn 20% một năm. Do đó, chuyên gia kỳ vọng có chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xanh mạnh mẽ hơn nữa. Các dự án xanh thường có kỳ hạn dài, có thể lên đến 20 năm với chi phí đầu tư lớn. Trong khi đó, các nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng thường là vốn huy động ngắn, trung hạn, nên việc bố trí nguồn lực tín dụng xanh còn hạn chế. Do đó, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp kỳ vọng có các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, như ưu đãi lãi suất, gia hạn thời gian trả nợ, bảo lãnh tín dụng cho các dự án xanh với thủ tục đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Tôi cũng đã kiến nghị là chúng ta phải sớm nghiên cứu để thành lập cái quỹ về chuyển đổi xanh hay là quỹ tăng trưởng xanh của chúng ta như nhiều nước đã làm. Tôi lấy ví dụ hiện nay là rất nhiều các khu công nghiệp, trong đó có DeepSea chẳng hạn, người ta đang kiến nghị đề xuất là chúng tôi mong muốn được hỗ trợ về thuế này, về phí này, về lãi suất này. Cái đó rõ ràng là nếu như thực sự doanh nghiệp đó, khu công nghiệp đó đang với một kinh tế xanh, chúng ta nên có cái nguồn lực hỗ trợ từ quỹ tăng trưởng xanh của Việt Nam chúng ta. Sau một năm triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, hoạt động thanh toán số ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ khu vực trung tâm thành phố mà tại các quận, huyện, ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, người dân cũng đang dần nỗ lực thay đổi thói quen thanh toán nhằm tiếp cận xu hướng mới này. Từ cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khánh thành tuyến phố 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai đồng loạt tại các điểm chợ, siêu thị trên địa bàn xã Vân Hà và xã Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh. Đến nay, nhiều địa phương lân cận như xã Yên Viên, huyện Gia Lâm cũng ghi nhận những thay đổi tích cực
khi hầu hết các hộ kinh doanh, các cửa hàng, siêu thị và ngay cả trong các khu chợ dân sinh đều đã xuất hiện mã QR code thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho việc buôn bán của bà con nhờ sự nhanh chóng, an toàn và tính chính xác cao. Thời đại bây giờ công nhận là có cái chuyển khoản bằng cái quét mã QR lại rất tiện, tiện cho bọn cô buôn bán ở cái điểm nào. Khi mình buôn bán này có thể là giao dịch cho người ta mua đến người ta mua hàng của mình ấy. Người ta bây giờ người ta không cần phải mang tiền mặt đi nữa mà người ta chỉ cần có mỗi cái điện thoại người ta quét tiền khi người ta chuyển tiền cho cô ấy. Đến nỗi là nó chính xác từng đồng từng nghìn một, mà trong khi đó tiền ấy, thí dụ mà có cái gì á là nó lại còn lưu lại những cái giao dịch, nó là gần như là cái bằng chứng, không bao giờ bị nhầm nhọt sai sót. Nếu mà có nhầm nhọt sai sót thì chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bọn cô buôn bán công nhận nó cũng có cái lợi. Mình buôn bán, mình nhập hàng hay là mình mua hàng, mình bây giờ chỉ cần qua điện thoại cái, đấy là người ta gửi thông tin người ta là mình quét mã cho người ta được ngay. Đấy, bọn cô thấy có cái lợi là hợp lý lắm. Trước kia thì ông về hưu, ông đi lĩnh, sau khi ông ốm ông mệt thì bà đi lĩnh thay. Thế rồi là đến thì phải xếp hàng đi trước, lấy trước, đi sau, lấy sau. Nhưng mà thời gian sau thì bắt đầu lại chuyển khoản sang để kỹ thuật số, đi sang ngân hàng, chuyển sang ngân hàng. Thì bà chuyển cho cô con gái, giờ là cô ấy hàng tháng là cô ấy lĩnh, cô ấy mang về tận nơi, chả phải đi lấy, như thế là tiện lợi mà tốt nhất. Với người dân ở các huyện, xã, bất tiện lớn nhất khi sử dụng phương thức thanh toán điện tử là không có nhiều điểm Wi-Fi công cộng miễn phí như ở các quận, trung tâm, thành phố. Do đó, khi ra khỏi nhà, họ thường gặp khó khăn khi kết nối mạng Internet. Tuy nhiên, việc ứng dụng chuyển đổi số trong thanh toán đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Nên cùng với mức sống đang ngày càng được nâng lên, thì ngày càng có nhiều người dân ở các huyện, xã đăng ký các gói dữ liệu di động cá nhân và thay đổi thói quen để tiếp cận với những phương thức thanh toán điện tử tiện lợi. Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã khai mạc trong tuần này tại thủ đô Washington, Mỹ, tập trung thảo luận những vấn đề nóng toàn cầu như là nợ công, xung đột chính trị và tác động của trí tuệ nhân tạo với nền kinh tế thế giới. Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế thế giới công bố cùng thời điểm, Quỹ tiền tệ quốc tế giữ nguyên tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 ở mức 3,2%. Cuộc chiến chống lạm phát được đánh giá đã đạt thành quả. Ở hầu hết các quốc gia, lạm phát đang dao động gần với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo những rủi ro với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có các cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông và Ukraine, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Một sự kiện kinh tế chính trị xã hội khác diễn ra trong tuần này là hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn BRICS tại thành phố Kazan, Nga. BRICS đang nổi lên như một đối trọng mạnh mẽ của G7, nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của BRICS có sự tham dự của các thành viên mới là Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ethiopia. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt bởi cơ chế BRICS đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác quy mô lớn hơn, tạo đối trọng với nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu G7 do Mỹ đứng đầu. Số liệu của Bộ Tài chính Nga cho thấy GDP của nhóm BRICS hiện là hơn 60.000 tỷ đô la, vượt qua GDP của các nước G7. Tổng GDP của các nước G7 ước tính là 46.300 tỷ đô la vào năm 2023. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, BRICS sẽ tạo ra phần lớn tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm tới nhờ quy mô và tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh so với các quốc gia phát triển phương Tây. Hyundai Motor Ấn Độ vừa chính thức mở bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trị giá 3,3 tỷ đô la tại trung tâm tài chính Mumbai. Điều này cho thấy sức nóng của thị trường vốn Ấn Độ khi các doanh nghiệp liên tục tìm kiếm cơ hội huy động vốn. Cổ phiếu của Hyundai Motor Ấn Độ được niêm yết ở mức 1.934 rupee, tương đương 23 đô la, thấp hơn giá chào bán công khai ban đầu IPO là 1.960 rupee. Mức định giá của công ty hiện là 1,53 nghìn tỷ rupee, tương đương 18,2 tỷ đô la. Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Ấn Độ với thị phần 15% đang nhắm tới mức định giá 19 tỷ đô la thông qua IPO.
Đây là lần đầu tiên Hyundai mở rộng niêm yết ra ngoài thị trường Hàn Quốc. Tại Ấn Độ, Hyundai cũng sẽ là hãng sản xuất ô tô đầu tiên niêm yết sau 2 thập kỷ, kể từ khi Maruti Suzuki vào năm 2003. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin con số và sự kiện kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.